Và quý hương vị thân mến, thật đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tần Tảo sớm hôm mẹ đứa con khôn lớn, mang cả tấm thân người cha che chở để con ngày vui ngày hạnh phúc trọng đại như buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta không thiếu được nhân vật làm cha làm mẹ, song thân phụ mẫu đứng bên cạnh cặp đôi nương để ra mắt với toàn thể quý vị. Và tôi còn xin trân trọng giới thiệu phái đoàn Hoàng Đẹp Trai có bố Lèo Văn Chấp, mẹ Lò Thị Loan là song thân phụ mẫu của chú rể đẹp trai Thịnh Hưởng. Xin mời hai bác sẽ nắm chặt tay nhau, nở nụ cười thật tươi, bước lên trên sân khấu hạnh phúc đứng bên cạnh con trai thân yêu của mình. Xin trân trọng kính mời. Quý vị ơi, và rồi hai họ nơi ngoài cũng đã bước lên trên sân khấu hạnh phúc. Và hình như quý vị lại quên vỗ tay mất rồi. Một tràng vỗ tay thật lớn cho hai họ nào, quý vị ơi. Dạ vâng, ký tức thân thể của team mến. Quy luật của cuộc sống và tạo hóa của con người, đó chính là trai lớn dựng vợ, gái lớn thì gả chồng. Và ngày hôm nay đây, trên bước đường học tập, lao động và công tác, đất mặt trẻ của chúng ta, chú rể Thịnh Hưởng, cô dâu Ánh Tuyết, họ đã tìm thấy nhau và cùng nhau nhân đến một vườn lửa hồng tình yêu. Và để rồi khi đã có được một tình yêu trung thủy và chân thành, họ đã cùng trở về để cùng thuyết chuyện với đôi bên ông bà cha mẹ, thuyết chuyện với dòng họ hai bên. Vì ngày hôm nay đây, gia đình Hoàng Đẹp Trai chúng tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi được chọn ra một ngày lành tháng tốt, một ngày đẹp nhất trong năm, đó chính là ngày hôm nay đây, phải thưa quý vị, để tổ chức thực hiện đại lễ thành hôn để cho hai con được trở về bên nhau, sống rất là đạt đạo, sống với đặng nghĩa sâu hiền dễ thảo. Trước sự chứng kiến của toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác chị cùng các bạn trẻ Nam Thành đến tối gần xa gần, chúng ta không còn ngại đường xa xa xôi. Và để rồi chân đi về nghĩa, bước đi về tình, để mừng vui hạnh phúc của hai bên gia đình chúng tôi. Và đến từ vấn đề đây, ban tổ chức chúng tôi cũng rất mừng và hạnh phúc khi được sự có mặt của toàn thể quý vị quan khách gần xa gần đã cùng trở về đây để cùng chứng kiến các tác hợp cho mối liên hệ của bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Cùng với sự hiện diện của toàn thể quý vị thì có các tổ chức cơ quan đoàn thể, anh chị em bạn bè thân thuộc lối xóm cũng đã cùng trở về đây để cùng chứng kiến các tác hợp cho mối liên hệ của bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và thưa quý vị, và kính thưa quý vị, quý vị mến, đều có được niềm vui hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay đây. Cô dâu và chú rể với như đại diện hai bên gia đình, cuộc sự nhất trí của hai cơ quan chính quyền sở tại, sự vấn đáp của đôi bên gia đình cùng với sự đồng tình của đôi bạn trẻ, không phải để quý vị chờ lâu thêm một giây phút nào nữa, anh em tổ chức sự kiện xin phép được tuyên bố một lễ thành hôn của đôi trẻ chú rể Thịnh Hưởng sánh chân của với cơ dâu Ánh Tuyết chính thức được bắt đầu. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng vui nào quý vị. Cô dâu của chú rể hãy cười thật tươi nào, cùng nắm tay nhau nào, cô dâu chú rể ơi. Những tràng vỗ tay thật lớn của đôi lệ quý vị đâu ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn nữa nào quý vị ơi, xin mời. Và các quý vị thân mến, thật đúng là hôm nay trong không khí vui tươi, hôm nay trong khán phòng hạnh phúc, một màn bắn pháo hoa tổ chức lễ thành hôn cho chú rể Thịnh Hưởng sánh duyên cùng với cô dâu Ánh Tuyết rất là tuyệt vời phải không quý vị? Xin mời đội tàu lửa này qua mặt mặt ngoài quan của cái tay bị cài hai con cái tay ngoa tay xương là lò cái xương mình mà ước sống phải chưa thích hỏi cái chấn kiếm má hà lẩy cầm pháp lùng nó chân trên phương khẩu nó đừng dây thịt thì không số bản số cuống cái này mới lại ải lại nòng lại phi mãi kết tổng hồng mượn bảy chúc mừng hạnh phúc các bà. Chúc mừng hạt sóng phái cho hơn mỹ ba mỹ cười cho ba bán tổng mỹ sang ngày xưa ba mới có hỏi phim ban tổ chức thứ nhất cửa sổ chúc hạt đời phù miên đang cảm ơn đi trên này biển đồi xương đồi thú biển cù xương cù kim quỳ đồi xương đồi phết vẫn biết chơi lời phái quỳ đồi xương đồi cấy vẫn biết chơi lời xìa phù lý quỳ đồi phù miên ụp ỉnh bấu mỹ chơi hai quá vì nó lọt chưa hợp bò hò mê phải gò hàn sườn sờ dịch kín mạc quyền phát tay trên mắt này xảy đến thường nâng chưa hảo xương bờ sờ xương nhọt dịch kín mạc quyền phát tay giết khẩu hay hướng nà khẩu na hoang vần giết vẫn mơ phục khẩu mắt to khẩu bùng má phùng khẩu mắt to khẩu xa hắn của mẹ nếu hảo hàn sườn sờ dịch kín mạc quyền phát tay mẹ nương. Kính chúc tất cả các dung mến có đúng là bấy lâu ngày chờ đêm mong hôm nay đã được thỏa nỗi ước mong đợi chờ mà vừa qua thì đôi cánh thiệp hồng đôi bên hai họ ta cùng hân hoan lời ca tiếng hát rộn ràng chúc cho hai bạn cùng loát xung vầy tính để giúp được đây các bạn trẻ của chúng ta chú thể Thịnh Hưởng cô dâu Ánh Tuyết họ đã chính thức thuộc về nhau và họ sẽ cùng nhau chung ông chung cha chung bà chung mẹ chung một mái nhà hạnh phúc phải của quý vị. Và cũng tính từ giữa phút ở đây hai bên gia đình thông gia của chúng ta đã chính thức thông nhà thông ngõ thay lời cho anh em tổ chức sự kiện chúc cho các dòng và chúng thể trăm năm tình viên mãn
bạc đầu nghĩa phú thi. Chúc cho tình hữu hảo giữa hai bên đã đỉnh thông giang sẽ ngày càng gắn bó cơ sơn bền chặt hơn nữa. Chúc cho quý vị có mặt trong ngày vui ngày hôm nay sẽ luôn luôn tràn ngập niềm vui, tiếng cười và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng chàng trai, chúc mừng các đại bạn trẻ của chúng ta. Xin mời. Vâng, xin được kính thưa quý vị, dù là trai hay là gái, dù là dân tộc Thái hay dân tộc khác, dù ở Vinh hay ở Huế, dù làm tài xế hay lái taxi, buôn TV hay bán hàng tạp hóa ở trong xã hay cùng thôn, những ai có mặt trong buổi lễ thôn của chúc gì thịnh hưởng sẽ duyên cùng với cô dâu anh Tuyết trong buổi trưa hôm nay. Gia đình họ là trai cho tôi có bố Lèo Văn Chấp, mẹ Lò Thị Loan. Vâng, được thông gia, được kết tình thông gia với gia đình họ nhà gái bố Cà Văn Dương, mẹ Lò Thị Thanh. Vâng, gia đình hai họ chúng tôi trong buổi trưa hôm nay xin được cảm ơn chân thành nhất. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, anh hùng mà sánh với thuyền khuyên, đẹp lòng cha mẹ, đẹp duyên vợ chồng. Hôm nay câu thắm rượu hồng chúc cho đôi bạn trẻ trọn đời bên nhau. Và một nghi thức không thể thiếu được đó chính là khai tinh dầu champagne trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời cô dâu chú rể sẽ bước về phía bàn tiệc do ban tổ chức đã chuẩn bị để khai tiệc. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, được rất niềm vui ngày hôm nay, quý vị, đôi bạn trẻ của chúng ta họ đã trải qua những bước cung trường của cuộc sống, có những cung bậc cảm xúc của tình yêu, và thắt lưng chị hồng chính là minh chứng cho tình yêu chân thành và chân thành của đôi bạn trẻ. Sau đây xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ quy lên chai rượu đầu tiên. Xin mời. If you know this, but when we first met, I got so much. Vâng, thật tuyệt vời, thưa quý vị, cô dâu và chú rể chúng ta họ đang tay trong tay, chắc lên tâm nhìn tình yêu. Một thân thể minh chứng tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay sẽ được vinh hằng mãi mãi với cuộc đời của hai bạn. Một lần nữa chúc cho hai bạn đầu năm năm cuối, cuối năm thân mười, tình yêu được nhân đôi. Một tràng vỗ tay lớn để chúc mừng ngày vui cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Xin mời. So as long as I live for love you. Em sẽ là dòng sông để anh là biển rộng. Em sẽ là gió lộng để anh là mây bay. Em sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ. Em sẽ là lưỡi nhỏ để anh bước vào đời. Thì con thuyền anh trẻ ấm lái ta nên duyên vợ chồng. Một lần nữa chúc cho cô dâu quý vị trăm năm hạnh phúc hoài trường bì. Kính thưa thân thể quý vị thân mến, công cha như núi đất trời, nghĩa mẹ như nước người người biển đông. Hôm nay nên vợ nên chồng không thể thiếu đi công ơn của mẹ thầy. Để vừa từ lòng biết ơn của mình tới đến đấng sinh thành đã vừa trực tiếp sinh thành nơi dưỡng hai con vươn lớn thành người. Cô dâu và chú rể ta họ đang tay trong tay dắt lên những ly rượu kính trọng nghĩa và ban tổ chức, và họ sẽ cùng dâng lên những đấng sinh thành của chúng ta để bày tỏ lòng biết ơn tới đấng sinh thành công ơn trời biển của những người làm cha làm mẹ. Xin trân trọng kính mời cô dâu sẽ dâng lên bố mẹ chồng của mình, cũng chân được trân trọng kính mời chú rể sẽ dâng lên bố mẹ vợ. Xin mời. Cho mừng tay lại của mẹ phía nào sườn sẽ được của mẹ nó bên đi qua. Lệ kín leo cho bất lưng thừa thú, lệ số leo bất lưng sửa cùng cái ngần, cùng co bánh néo xuống cơ cú và phần, cùng mẹ chầu áo liêng sơn bó lại lưng. Và chân chảnh viên ăn, luộc với ninh, chế mẹ lào ải phú em già xuống tăng khóa, luộc vật trai, chế mẹ lào ải tái em nai xuống tăng sai, xó mây. Chúng ta kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ trở về vị trí ban đầu ạ, xin mời. Kính thưa các bạn thân mến, và để đánh dấu một mốc sự kiện trọng đại trong buổi trưa ngày hôm nay, chính vì vậy các bạn trẻ của chúng ta đã chính thức thuộc với nhau. Xin chân trọng kính mời cô dâu và chú rể hai bạn hãy quay mặt vào nhau ạ. Xin mời. Và chúng ta sẽ cùng uống chén rượu giao môi để nhà quay camera nhiếp ảnh chuyên nghiệp cả một xuân ngày hôm nay ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Xin mời. 1, 2, 3 Vâng, để hướng tới cái tình nghĩa thông gia vẹn tròn cùng hai con, xin trân trọng kính mời hai gia đình chúng ta sẽ cùng với cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng chạm chén rượu của nhau ạ. Xin mời. Vâng, xin chúc cho mối tình thông gia của hai bên gia đình sẽ càng ngày càng keo sơn gắn bó thắt chặt. Chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Tí nào ơi, hát mà muốn hạnh phúc đằng luôn lán hâu sẽ được cùng với nó mới đi qua. Sao hèn chiếc mặt cả tàu phồng lành, hèn chiếc bếp cả tàu phồng lón, hèn chiếc hải cánh nông, sóng phái mơn chờ. Mưa buồn mưa hạnh phúc mới đi. Mới chơi lâu có cô chú gì chứ bảo phải lệ. Thưa bấm, chúc lâu ở phía nông. Thì lại mình lại chén mà chiếc mau xìa chắc mau nằm bấm lâu phía nông ơi. Đây hâu khám chén lâu xuống khuyên. Hâu nho mà xó cô chú gì. Nho mà xó sóng phái tay hơn lại báo phía nông ơi. Áo nhau gần xuống ngày báo tin ông ơi. Chào các em kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay thì cũng rất là vinh dự cho gia đình khi được sự đón tiếp quan thể các cụ, các ông, các bà, các anh chị, các bác chị, các bạn trẻ nam thanh nữ tú gần xa gần.
Và đến giờ phút này, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các bác chị, chúng ta sẽ cùng rất đầy ly rượu của mình cùng đứng lên để cùng chúc phúc cho đôi bạn trẻ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay được không quý ơi? Bạn đứng trên sân khấu kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đứng lên để chúc phúc cho hai con ạ. Xin mời. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi, xin mời toàn thể quý vị ạ. Và trân trọng kính mời nhạc quay phim mình đang nhớ ảnh ngày hôm nay, chúng ta sẽ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Và ban tổ chức xin phép làm được làm nhịp cầu nối để chúng ta sẽ hô 1, 2, 3 rồi và chúc mừng hạnh phúc nhà quý vị nhá. Quý vị ơi, hội nhà trai ơi, hội nhà gái ơi, quý vị khách quý ơi, hòa mê ơi, những người xin nói hình cái đi nào. Sửa có điều là cắm mic phá sát loa thôi chứ nha. Hòa mê ơi, tháo chuẩn bị rồi được quá. Các bạn bà mẹ ơi, hôm bằng bật chúc phúc cho bốn hà lô hà làn chất đầy phán phí của mình. Rồi chén lòng đừng có bá bà mẹ ơi. Hey, xúc hỏi sáu phép ôn đừng dòng sám tưa. Đừng chứ là trình cho hát ra chúc mừng hạnh phúc nữa. Quý vị ơi, 1, 2, 3 Yo, 2, 3 Yo, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Xin mời các thiên sao đầu, các thảo sao sao là lý đó số mà số em đâu, hảo an thiên sao, bay bốc bốc là hảo an đâu. Chúng tôi kính thưa quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đến với chương trình ra mắt cho quý gia và chúng thể gia trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin lên xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình chúng ta sẽ chạm chén rượu, chúng ta sẽ cùng bắt tay nhau để hướng tới kết tình nghĩa thanh loa vẹn tròn cùng với hai con. Xin mời. Chào đón chân thành tới ông và gia đình hai bên. Chúng ta sẽ cùng trở về bàn tiệc của mình để nhận lời chúc phúc đến từ mọi người. Xin mời. Vâng, cô giáo và chú rể muốn ở lại một chút ạ. Vâng, cũng được ạ, không sao cả, đúng không ạ? Hôm nay là ngày vui của hai bạn cứ thoải mái làm gì mình muốn ạ. Vâng ạ, sau đây cô giáo và chú rể của ta ngày hôm nay thì nói chung là chú rể bảo là anh ơi ngày mai thì nói chung là hôn vợ em ấy thì em hôn rất là nhiều rồi. Nhưng mà trước mặt có thể quý vị quan khách đã cùng trở về để cùng chúc phúc cho hai em thì em muốn là bày tỏ tình cảm của mình với toàn thể quý vị quan khách đã cùng trở về để cùng chúc phúc cho hai chúng em ngày ngày hôm nay. Thế nên là cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng nhận được những hành động rất là thiết thực ạ. Trước mắt toàn thể quý vị quan viên đã cùng trở về để cùng chúc phúc cho hai bạn. Thứ nhất là ôm, thứ hai là hôn, còn thứ ba hai bạn muốn làm gì thì làm ạ. Không biết là các bạn muốn không biết hai bạn muốn nhận cách thức nào để bày tỏ tình yêu của mình đối với nhau ạ. Xin mời. Hôn à anh nhỉ? Hôn cũng được anh ạ. Một câu trả lời rất là dứt khoát, thưa quý vị. Vâng, và sau đây xin mời cô dâu chú rể sẽ quay mặt về bên nhau ạ. Cô dâu bên phải quay, chú rể bên trái quay. Vâng ạ, trước khi hôn nhau, vâng ạ, tuần còi xin hỏi cô dâu một tí ạ. Vâng ạ, được chú rể đẹp trai về nhà chồng hôm nay, cô dâu có vui không ạ, có sướng không ạ? Sướng như không ạ? Sướng không ạ? Sướng như thế nào ạ? Cô dâu bảo sướng mà đúng không? Thì ý cô dâu muốn nói là như này, quý vị ơi. Mùa đông thì lạnh, áo thì mỏng manh. Em muốn có anh bên cạnh suốt đời đấy ạ. Một tràng có thể hướng cho cô dâu nào quý vị ơi. Và để nối là câu nói của bà Toạn Vlog ở Thuận Châu đấy ạ. Và để bài đầu hôn thành công hơn nữa thì trân trọng kính mời hai bạn sẽ để những đôi tay thật tuyệt vời của mình để những chỗ mà nên để ạ. Xin mời. Vâng. Quá tuyệt vời. Vâng ạ, chú rể đưa tay của mình vào eo của cô dâu. Và cô dâu đưa tay của mình lên vai của chú rể rất là tuyệt vời. Eo em thắt đáy lưng ong, em khéo chiều chồng, em khéo nuôi con. Và bờ vai của chú rể là sẽ đưa con thuyền hạnh phúc của cô dâu rể sẽ về trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn ạ. Sơ ba đôi vai cũng như đôi eo là một thể hiện tình cảm gắn bó của đôi bạn trẻ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay với quý vị. Và bờ vai của chú rể đó sẽ là một bờ vai vững chắc để cô dâu chúng ta đưa tựa đến hết cuộc đời của mình. Một lần nữa chúc cô dâu và chú rể chúng ta sẽ được trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa vô tê. Và sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng chứng kiến một nụ hôn dài nhất Việt Nam sẽ được diễn ra ngay trước mắt toàn thể quý vị. Đúng 1 phút quý vị nhá.
Vâng, khi nào những chàng vỗ tay của thầy cô bị giữa thịt của dao và chú rể chúng ta mới được giết môi cho ta. Quý vị có đồng ý không ạ? Có đồng ý không ạ? Vâng, những chàng cần từng vỗ tay của thầy cô bị đó. Chúng ta cùng đếm nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. 1, 2, 3, chưa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tôi là cảm ơn cô dâu rể. Vâng, xin được cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều đã cùng chứng kiến nụ hôn dài nhất Việt Nam đã được diễn ra, đúng không ạ? Vâng, và sau đây xin chúc cho cô dâu và chú rể hạnh phúc trăm năm và trăm năm hạnh phúc. Chúc cho các mời hai em chúng ta sẽ trở về từ bàn tiệc để nhận lời chúc phúc đến từ mọi người ạ. Xin mời hai em.